Hàng nội địa Nhật Thành Được xin kính chào mọi người. Hôm nay Thành Được sẽ làm clip so sánh hai máy trà Makita nội địa Nhật, một máy xanh và một máy xám. Phân biệt hai máy bài Makita nội địa Nhật xanh và xám có ưu điểm gì, nhược điểm gì, giống nhau và khác nhau như thế nào. Vâng, đều là dòng Makita nội địa Nhật. . 95% máy mài Makita nội địa Nhật, dù là bất kể mẫu nào thì đều làm công tắc đằng sau, công tắc ở đuôi sau máy. Con máy xanh cũng vậy này, mà con máy xám là cũng vậy. Chổi than ngoài ở hai bên. Nói về con máy xanh Makita nội địa Nhật M955 trước, mọi người có thể nhìn thông số. W 120 vòng một phút. Và con 9500 này cũng vậy. Công suất này 570W. Cũng 1200 vòng một phút. Vỏ cũng vỏ nhựa này. Đó là điểm giống nhau. Vậy điểm khác nhau, hai máy này nó khác nhau ở điểm gì? Máy 959 xanh này thì nó lấy gạt, có lấy gạt. Ốc thì có ốc đệm hai tầng, tháo rời được. Tiện cho các bác nào làm cơ khí cắt sắt thì máy có ốc đệm ở dưới, cho nên là khi mình cầm máy nó sẽ có độ cao, độ nhô lên của máy dài ốc sẽ siết chặt hơn. Còn điểm khác nhau với máy xám 9500 là điểm là máy xám ốc đệm không có, gắn liền luôn vào thân máy, không tháo rời được. Nó gần như là ốc, con ốc đệm nó đã chết vào bộ nhôm của máy, sát luôn ngay cả mấy thân máy. Vì vậy khi lắp ốc giữ vào, nếu lắp đĩa cắt sắt nó sẽ hơi vướng vì nó gần như nó sát vào thân máy. Và phía trên của nó, phía trên máy thì nó không có cái nhựa ở chốt lẫy. Đó là điểm khác nhau. Chỉ còn về công suất, sử dụng điện và hình thức, chế độ bảo hành, ruột máy, vân vân, đều giống nhau. Cắm điện nghe tiếng máy. Đó là tiếng máy kêu của con máy xám.
xanh. Hiện tại bên hàng nội địa Nhật Thành Được đang phân phối hai dòng máy mài guitar nội địa Nhật, một mẫu là màu xanh và một mẫu là màu xám. Tổng quan nhìn chung lại thì hai máy tương đối là giống nhau về hình thức, về thiết kế và cả về cái thông số công suất máy. Chỉ khác nhau ở một điểm duy nhất, đó là con máy xanh này thì ốc đệm là ốc đệm rời, nó nâng cao hẳn lên mấy so với cốt máy. Thì còn con máy xám này thì nó đệm không đệm loại chết luôn vào thân máy. Thì còn về chất lượng không khác gì nhau, đều là hàng Magita nội địa Nhật, đã được lên điện 220V và được anh em thợ có tay nghề cao bảo dưỡng lên điện kiểm tra kỹ lưỡng, cho nên các bác có thể hoàn toàn yên tâm tuyệt đối về chất lượng sản phẩm. Sản phẩm máy mài bên em hiện tại đang phân phối hai dòng này, bảo hành trong vòng 3 tháng, lỗi đổi trả trong 7 ngày. Hàng nhận hàng kiểm tra ok thì lấy, còn cảm thấy mà không ok các bác có thể gửi lại. Em đo tổng quan cân nặng của hai máy. Máy xám 1,7 cân. Máy xanh cũng 1,7 cân. Hai máy giống y xì nhau, cả về công suất, chỉ khác nhau về đời máy, mẫu và khác nhau ở điểm là trên thân trục của máy, ốc đệm rời và ốc đệm liền. Các bác có thể nhìn này, máy xanh đệm rô hẳn lên, còn máy bạc đệm tụt hẳn xuống dưới. Nói về thợ cắt, thợ cơ khí là nó sẽ hơi bất điện, còn máy bạc khi mình lắp đĩa cắt sắt. Còn về chất lượng như nhau. Cảm ơn mọi người đã xem video. Mọi thắc mắc có thể inbox trực tiếp để em trả lời.